Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị, thứ nhất là đăng ký nè, thứ hai là mua cái vòng pre-sale này, cái vòng pre-sale vòng thiên thần nha các anh chị. Đây các anh chị vào cái thứ nhất các anh chị bấm vào cái đường link này nha. Rồi. Sau khi bấm vào đường link đó, các anh chị bấm vào start giùm em nha. Rồi chờ xíu các anh chị. Rồi sau khi các anh chị bấm vào start, các anh chị bấm vào channel nè. Các anh chị bấm vào channel để các anh chị tham gia cái đây các anh chị bấm vào join nha. Rồi. Rồi. Các anh chị quay ra, các anh chị vào cái box này. Chúng ta phải mua vòng pre-sale ở trên cái box này, các anh chị like lên box này. Rồi sau khi các anh chị bấm vào channel, các anh chị vào join kênh á thì các anh chị bấm vào từ chat cho em nha. Rồi. Đây các anh chị. Rồi các anh chị bấm vào từ ví nha. Rồi các anh chị đặt cái mật khẩu giùm em nha. Đặt mật khẩu để khi mà chúng ta mua Leica chúng ta phải đặt mật khẩu. Nếu mà các anh chị mất mật khẩu các anh chị mất Leica luôn đó nha. Các anh chị chú ý giùm em nha. Rồi các anh chị bấm vào xác nhận nè. Rồi các anh chị bấm vào thêm mật khẩu nè. Bấm vào thêm mật khẩu nha. Rồi chỗ này các anh chị bấm vào nhập mật khẩu với. Rồi sau khi các anh chị nhập mật khẩu các anh chị bấm đi nha. Thì đã nhập mật khẩu thành công nè. Rồi bây giờ các anh chị nhập lại cái mật khẩu nha, để em nhập nhập lại mật khẩu cái. Rồi sau khi mà các anh chị đã nhập vào cái mật khẩu thành công thì nó sẽ ra cái địa chỉ ví cái USDT nè các anh chị. Đây các anh chị địa chỉ ví USDT nè. Thì chỗ này là cái địa chỉ của Binance Smart Chain nha, BEP20 nha các anh chị nhớ giùm em nha. Bây giờ chúng ta sẽ gửi, nó sẽ ra mỗi các anh chị nó sẽ ra một cái địa chỉ ví USDT BEP20. Rồi bây giờ em sẽ sao chép nè. Em sẽ gửi cái USDT vào cái địa chỉ ví này nha. Thì các anh chị có thể chuyển từ cỡ ví chết là ví MetaMask hoặc là ví nào đó, miễn sao có USDT chuyển qua màn BEP20 á. Thì ở đây em có ít đô trên 40 đô nè, em chuyển từ trên sàn nha, sàn Binance nè, em sẽ chuyển về bên đó gửi vào tiền mã hóa nè. Rồi em copy cái địa chỉ ví bên Tilen nha, dán qua chọn nhớ BEP20 nha các anh chị, BEP20 nha. Rồi em sẽ rút tối đa chuyển vô đó. Rồi đã, em đã chuyển về phía em quay lại cái tele nha các anh chị. Rồi đã, các anh chị chờ tầm khoảng. Rồi sau khi mà các anh chị chuyển vào cái địa chỉ ví này nè, cái địa chỉ ví của cái box á thì các anh chị đợi 1 tới 2 phút thì các anh chị bấm vào cái chữ bu gát nè. Rồi các anh chị bấm vào bắt cuộc nha, bắt cuộc hồi nãy các anh chị đã cắt. Rồi sau khi mà nhập cái bắt bắt cuộc thì đúng á thì nó sẽ ra nè các anh chị. Chờ từ 1 tới 3 phút nha. Rồi sau khi có 1 phút thì đã các anh chị nó ra cái bảng nè, USDT đã nạp vào nè. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có đô rồi thì chúng ta bắt đầu mua Leica nha. Các anh chị bấm vào mua Leica giùm em. Rồi các anh chị đây nè các anh chị, sau khi bấm vào mua Leica nè. Rồi thì cái giới hạn nhiều nhất các anh chị mua là 10.000 USDT nha. Rồi bây giờ chỗ này nhập vào số lượng chỗ đây nha. Bây giờ các anh chị nhập cái số chẵn cho em nha. Rồi bấm đi. Rồi approve xong rồi nè các anh chị. Bây giờ nhập cái password nha, password nãy đặt á. Rồi sau khi nhập password á thì sẽ đợi 1 tới 3 phút nha các anh chị. Để nó cập nhật cái số dư lên nha. Chưa tới 1 phút nó đã cập nhật số dư rồi các anh chị. Rồi đã mua thành công rồi các anh chị. Các anh chị phải ghi lại cái mật khẩu đó nha các anh chị, để sau này chúng ta chuyển về ví nha. Rồi thì bây giờ các anh chị muốn lấy cái đường link đó thì các anh chị mua ít nhất là 25 đô nha, thì mua tầm khoảng 30 35 đô gì đó để chúng ta lấy được cái đường link giới thiệu nha. Muốn lấy cái đường link giới thiệu các anh chị bấm vào menu giùm em nè, chỗ đây menu nè. Rồi các anh chị bấm vào loyalty, loyalty tức là người này nắm giữ trung thành á. Rồi các anh chị bấm vào loyalty giùm em nè. Thì sau khi mà bấm vào loyalty á thì nó sẽ ra
chỗ này là cái, đây là các chị, các chị có bay cái này các chị đi giới thiệu nha.